chọc vào. Đấy, chọc vào như bố này. Để ngón tay chọc vào. Đấy. Tí nữa bố cho xuống suối tắm rửa tay nhỉ. Tắm không? Có nào? Có. Nhà mình mát lắm. Đấy. Mát mình mặc quần áo rất được. Được không? Sao tí nước về tắm á? Ờ. Con vừa về tắm hả? Tí mình tắm suối mát hơn. Tắm không? Tí nó về lại thay quần áo kia. Tắm suối không? Cho em dơm tắm không? Hả? Chị biết bơi không? Đúng rồi. Chị biết bơi không? Dơm ăn thịt không? Dơm đi tắm suối không? Suối không mát lắm. Ừ, mát lắm. Con đã tắm chưa mà con biết mát? Hả? Con tắm chưa mà con biết mát? Tắm rồi, năm ngoái con tắm rồi nhỉ? Cô mà ở dưới suối á, uống có sống. Ở đây không có. Thế nào có? Cái nhà mới. Cái nhà mới có á? Điều. Cái mới mộ rồi à? Ừ, mới thả ra suối rồi. Mới thả ra suối rồi thì xuống tắm không? Cái nhà mới cũng có những con nào khác không? Chỉ có mỗi con cá rồi. Cá gì? Rồi, nào đưa rồi, muốn xem là nhét được chưa? À, cũng nhét chặt phết đấy chứ. Ok, làm cái nữa. Tí nữa cho xin ăn hai cái. Em đưa ăn một cái. Con ăn hai cái. Ừ. Nhét được nhiều thì có ăn nhiều. Có làm thì mới có ăn nhá. Rồi em dơm nhít nhá. Em dơm không làm thì có được ăn không? Không được. Em dơm bé nên làm sao được. Xin phải làm bù sức của em dơm nhá. Công đoạn này là công đoạn quan trọng nhất. Nấu. Thay vì nấu mình sẽ nướng nhé mọi người nhé. Măng nướng ăn rất là ngọt luôn. Rất là ngon. Thơm. Thành phố mà ăn món này hơi bị khó luôn đấy. Nốt làm sao cho nó cháy cái vỏ ngoài nó cháy cháy một chút đi. Xong rồi mình sẽ ủ một tí. Rồi cắt vỏ vỏ ngoài ăn lẫn trong nhé. Còn cái chỗ thịt cũ này thì mình sẽ làm món khác nhá. Món thịt này gọi là món thịt thừa. Món thịt thừa. Và chế biến nốt luôn đỡ lãng phí nhá. Xin ăn không con? Đỡ lãng phí anh em ạ. Tầm này đang đói được có tí thịt này chén thôi luôn. Ngọt nước. Ok đó, đấy ạ. Ừ, để lấy cái mâm này, lấy cái mâm này quạt cho một khác đi. Và lật, bây giờ sẽ lật nó ra lên nhá. Rồi, anh lên ông bọn để trâu nó đợi. Thấy kích kích rồi đấy mọi người ạ. Đấy, bây giờ sẽ lật nó lên nhá mọi người nhá. Nói chung là khá là nóng. Trông như thế này thôi nhưng mà nóng lắm nhá. Măng nướng nó nóng từ trong ra ngoài. Rồi, đốt tiếp. Bây giờ sẽ đốt tiếp nhá. Ui, thịt ở dưới đây rồi. Chả thịt dưới chín hết rồi. Đấy, đây đây. Chắc được chín chắc. Ít chín được nhỉ? Chín chín được, lật lại ra đi. Đó. Ok, nó tiếp.
chiều nó mới đẳng cấp. Chưa chiều gì đâu không? Chiều mai. Thật dễ làm nhé. Đây, xóa xóa. Chưa trả lời nào nó đang gãy gì. Chín thả diều không Chín? Hả? Con diều gì đấy? Diều ma. Diều ơi, đưa cho anh Chín thả tí nào. Đưa cho anh Chín thả nào. Đâu diều ma đâu rồi? Nào. Ấy, chạy đâu ấy? Chạy đi chạy. Anh dạ, anh dạ. Anh dạ, thôi chạy nhẹ thôi. Hỏng mất dụng, dụng mất rồi, dụng mất rồi. Dụng mất rồi. Sướng không? Hả? Là cho em mượn chứ. Rồi. Bạn diều Lùi này, đôi. Ôi đừng chạy quay lại, đừng chạy quay lại. Chạy ra đây Chín. Rồi đừng ra nữa. Ôi. Này con mới, con mới. Từ, đấy rồi. Đây, Chín này. Được rồi, mình sẽ test thử một cây, một con măng này xem nhá. Con bảo cái đoạn đen đi mọi người ạ. Nó còn bảo khổ lắm. Ui thơm nhỉ. Ui dồi. Wow. Mày đi tập trung bọn nào trẻ con đi. Đáng hết dùng điều mẹ làm đi. Bỏng. Em đi gọi bọn kia nhé. Đấy, rất là nóng nha mọi người nhá. Đây là con măng. Từ từ này, gọt hẳn ra nó ra. Nó cái món này thì ăn nó sẽ hơi nhom nhem một tí, nhưng mà được cái nó rất là ngọt. Một tí nhưng được cái nó sẽ rất là ngọt nhá. Giờ mình sẽ cắt. Cắt ra xem nhá. À. Đấy, ở trong đây. Lõi trong này nhá. Lõi trong con măng đây. Đấy, còn đây là phần khúc này. Mình sẽ thử một miếng trước nha. Mời mọi người nhá. Xin ăn không? Không ạ. Ăn không? Bảo ạ, tí nữa bố thổi bố thổi cho nhá. Bố thử trước ạ. Ngon tuyệt cùng mèo luôn. Ok, mình sẽ bóc hết ra cho các bạn nhỏ. Bóc hết ra như thế này nhé, cho các bạn nhỏ sẵn ăn luôn. Xong nó bảo. Ý trời. Ngon tuyệt vời luôn. Kiếm mà ai có thể được thưởng thức cái món như này lắm. Tại vì nhà hàng không bán đâu. Tiếc. Vẫn còn đang nóng hổi lắm. Nhưng mà món này hơi bị đắng đấy. Có đứa nào ăn được đắng không? Có. Thôi, nói chung là món này nếu mà không ngon đấy thì hôm ngày mai chú học mai chú bận vào ngày kia chú nướng hai con gà. Ok không? Đi. À, đứa nào thử trước? Cháu. Cháu à? Cháu. Cháu thì cho một cái nhỏ nhỏ xinh xinh đâu. Đây à. Úi dồi, toàn thịt. Úi dồi.
Đây. Cháu nào cũng có phần. Đây, cháu tên là gì? Duy Khánh. Duy Khánh à? Bóng. Đúng mà. Mới thả diều xong rồi. Đắng không? Thằng này lại điêu rồi. Không ngon không? Không ngọt lắm. Không đắng lắm á? Nhưng mà ngon không? Đã nuốt đâu biết ngon. Lọc á? Ok không? Món này ok không? Biết món này món gì không? Măng nhồi. Măng gì? Măng nhồi gì ở trong? Thịt. À, măng nhồi, măng đắng nhồi, thịt nướng. Ok chưa? Nào, tiếp theo. Nó lại thử đi. Ok. Nào, anh em đâu? Thử đi, xấu đấy. Anh em xấu đấy. Bỏng đấy, hơi bỏng nhá. Anh em chú ý kéo rơi thịt. Kéo rơi thịt. Ok. Đấy. Mình cũng sẽ thử một miếng xem sao. Ua, đây. Cái nước nó ra là ua, cái nước béo ra. Ua, chà, ngon. Ngon không? Bỏng không? Ngon. Nó còn một lớp bên trên nữa đi mọi người. Mình cũng thử một miếng xem sao. Mời mọi người nhá. Đắng, ngon. Ê, cho em thử á. Đắng không cô? Cái này hơi đắng mọi người ạ. À, không đắng á? Để cho muối lạ. Đắng. Hơi đắng á. Đắng không cô? Ngon. Đắng không cô? Đấy, cứ cô được ăn, bây giờ cô mới ăn. Chốt đi ngọt. Chấm, chấm muối luôn kìa. Ngon không? Ngon lắm. Chấm muối luôn béo lắm mọi người ạ. Hơi hơi nhom nhem một tí nhé, món này hơi nhom nhem. Nhưng mà ngon đấy. Thằng Hồng Anh vẫn chưa ăn được miếng à? Anh ơi. Ăn được chưa nào? Anh ơi, cả những miếng thịt bên trong ngọt lắm. Ôi trời. Mẹ quá. Chạy ngay chứ được miếng nào. Mẹ ganh. Ganh rồi, bị ganh rồi. Thế này ăn thịt này. Ngon lắm. Ăn được, ăn được. Không ăn, không ăn thịt luôn. Đây là măng à? Có lông cô. Đấy, cái nào vừa đánh đắng này. Trời. Hả? Chả đi, thằng máu đuổi cái thằng nào. Đúng rồi. Chả đi. Quá không? Không ngon. Không ngon mà vẫn gặp. Ăn tạm đúng không? Đắng. Đắng bắt bảy nướng hả? Hơi đắng. Hả? Thứ bảy nướng à? Thứ hai. Thứ hai nướng gà nhá. Thứ hai ta nướng gà nhá. Ok không? Mỗi người một con thức nướng. Thứ hai cũng được á? À? Thế thứ mấy được? Thứ bảy. À thứ bảy mới được à? Ok, thứ bảy tuần sau ta nướng gà nhá. Sáng chiều. Chiều chứ. Chiều mấy giờ qua? Ờ, về thì ra tầm 4 giờ ra. Chiều thứ 2. Chiều thứ 2 á? Chiều thứ 2 bọn cháu có 3 giờ. À, chiều thứ 2 thì ok. Thế chiều thứ 2, đúng là không ra thì thôi. Ê! Cường mẹ vừa gọi mà. À, chị à? Đây, ăn con nào? Ăn có tết hơn à. Nói chung là tuy không ngon nhưng mà nhà đông con nó hết mọi người ạ. Kiểu như quên. Đấy là không có cả. Cho đấy. Cháu đi lo ăn, cháu không đẩy ăn không. À thế à, ok. Cháu đây đây, cháu đã đưa uống lon nữa. Cháu à. Cháu chưa đủ tuổi uống lon này. Dạ lon này là của chú. Nào đâu? Hai vào. Hai vào. Ừ. Cái này. Anh em đâu? Nước ngọt đâu? Đây. Ê, không có cốc rồi, cho anh em đâu đến này thì chết rồi. Nào, tao quảng ca đi. Hô đi. Hai ba vâng. À, không hô, xin hô thế nào? À. Anh em mình ơi. Ê. Hội toàn thế nào? Ê. Mới đó là